Thưa quý vị, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 16 tháng 1, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc. Ngày 17 tháng 1 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Do đó, vào đầu tuần tới thì Bắc Bộ sẽ chuyển rét đậm, miền núi có nơi dưới 5 độ C. Theo đó, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên từ đêm 16 tháng 1 đến ngày 17 tháng 1, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Vùng Đồng bằng Bắc Bộ có và Thanh Hóa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ. Từ ngày 17 tháng 1, Bắc Bộ trời chuyển rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12 đến 15 độ C, vùng núi từ 9 đến 12 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá. Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 17 độ. Thủ đô Hà Nội, từ đêm 16 tháng 1 đến ngày 17 tháng 1, có lúc trời có mưa rào và dông. Từ ngày 17 tháng 1, trời chuyển rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13 đến 15 độ C.